The farm. Trang trại. Farm. Trang trại. My uncle is a farmer. Bác tôi hoặc là chú tôi. Cái từ uncle ở bên tiếng Anh thì nó không phân biệt rõ là chú hay là bác. Thì mình có thể dịch thông thường thì mình vẫn dịch là bác, chú cũng được. Farmer là một nông dân. Bác tôi là một nông dân. He lives on a farm. Bác ấy sống ở một trang trại. Sống ở một trang trại thì tôi cũng không hiểu tại sao người ta dùng từ on mà không phải là in như vẫn thường dùng. Nhưng mà cái này là cách nói quen thuộc của người ta thôi. Lives on a farm. Tôi sẽ dùng in thì vẫn được, nhưng mà nói on thì nó thông dụng hơn. Bác ấy sống ở một trang trại. He has many different types of animals. Ông ấy có rất là nhiều các cái loại thú vật khác nhau, động vật khác nhau. In the barn, there are horses and cows. Ở trong chuồng, cái từ barn này thì nó vừa nghĩa là chuồng, vừa là nhà kho. Thì chúng ta dịch thế nào cũng được. Đối với con vật thì thường thường dịch là chuồng. Barn là những cái chuồng. Có rất nhiều ngựa và bò. Cows thì là những cái con bò sữa, bò cái đấy. The cows swish the flies away. Swish the flies away from themselves with their tails. Những con bò thì ve vẩy cái đuôi để đuổi những con ruồi đi khỏi chúng. Ta có động từ swish là ve vẩy. Swish the flies away tức là ve vẩy để đuổi những con ruồi đi. Flies là những con ruồi. From themselves là khỏi chúng. With their tails là bằng cái đuôi. It sounds very loud if a cow says moo when you are standing there. Nghe sẽ rất là to nếu như một con bò nó kêu moo khi mà bạn đang đứng ở đó. It sounds, đầu từ sound là nghe có vẻ như. It sounds very loud, loud là to thôi, nghe rất là to. Con bò kêu thì phải dùng là động từ says. If a cow says, move. The cows eat the grass from my uncle's field. Con bò thì nó ăn cỏ từ cái cánh đồng của bác tôi. Field là cánh đồng. He gets milk from the cows. Ông ấy lấy sữa từ những con bò. Gets milk, lấy sữa. I put a saddle on one of the horses and went for a ride. Tôi đặt một cái yên, saddle, ta đã học trong bài transportation, nó là cái yên để đặt lên lưng của con ngựa đấy. Saddle ta gọi là yên ngựa đi. Thì tôi đặt một cái yên ngựa lên một trong những con ngựa và cưỡi nó. Went for a ride có nghĩa là đi cưỡi nó đấy. There are pigs in the pig pen. Có những con lợn ở trong chuồng lợn. Pig pen là chuồng lợn. He has goats. Ông ấy có cả những con dê nữa. Goats. He says that the goats will eat just about anything. Ông ấy nói rằng là những con dê thì ăn bất cứ thứ gì. Eat just about anything. Eat just about anything. Có nghĩa là ăn bất kể thứ gì. He has a chicken coop with the chickens in it. Ông ấy có một cái lồng gà với những con gà ở trong đó. Coop là cái lồng. Chicken coop là lồng gà. À, như vậy là mình đã học được từ barn là cái chuồng. Rồi từ pig pen là chuồng lợn. Coop là cái lồng gà. The chickens lay eggs. Những con gà thì đẻ trứng. Lay là đẻ. Have you ever seen baby chicks? Bạn đã bao giờ nhìn thấy những con gà con chưa? They are very cute. Chúng rất là dễ thương. My uncle collects the eggs every morning. Mỗi buổi sáng thì bác tôi đều đi thu thập trứng gà. There is a rooster too. Có cả một con gà trống nữa. Rooster là con gà trống. The rooster crows when the sun comes up. Con gà trống này nó gáy vang khi mà mặt trời mọc lên. Mặt trời hiện ra. Crows là gáy. Crow, gáy.
Comes up nghĩa là hiện ra. Mặt trời lên. My uncle also has a goose. Bác tôi cũng có cả một con ngỗng nữa. Goose là con ngỗng. Goose. The goose makes a honking noise. Con ngỗng này thì kêu rất là, tiếng kêu của nó rất là vang, rất là to. Makes a honking noise có nghĩa là tạo ra một tiếng kêu. Honking có nghĩa là vang, có nghĩa là tiếng kêu đấy. Bình thường thì mình biết nó là tiếng còi ô tô. I don't think that the goose likes me. Tôi không nghĩ là con ngỗng này nó thích tôi đâu. It nips me when I go near it. Nó cắn tôi khi mà tôi lại gần nó. Nip, nip là cắn, đớp, cắn. Nip. Thường thường thì mình dùng cho những con vật, cá, con ngỗng gì đó. Many cats live in my uncle's barn. Rất nhiều mèo sống ở trong cái chuồng của bác tôi. They are stray cats. Chúng là những con mèo lạc, mèo hoang, mèo lạc, mèo bị lạc, mèo bị thất lạc. Stray là lạc đấy. Stray cats, mèo lạc. But he lets them stay there because they keep the mice away. Nhưng bác tôi để cho chúng sống ở đó bởi vì là chúng đuổi những con chuột đi xa. Keep the mice away. Keep away có nghĩa là giữ cho những con chuột tránh xa ở chỗ đấy, tức là đuổi đuổi chuột đi. Mice là những con chuột. My uncle feeds the cats. Bác tôi cũng cho những con mèo này ăn. My uncle says that he would like to get some sheep for his farm. Và bác tôi nói rằng là ông ấy muốn mua thêm, muốn lấy thêm một số con cừu cho trang trại của ông ấy. Sheep là cừu. Get thì có thể dịch là mua hoặc lấy được. You can get wool from sheep. From sheep. Bạn có thể lấy được lông từ những con cừu. Lông, lông cừu. Thì cái từ lông này đọc hơi khó, nó là âm u ngắn, là đọc là gần giống chữ ô như các bạn nhé. Wolf. Sorry, wool. Wool. Nó còn cái âm L phía sau nữa. Wool. Đọc từ này thực sự là khó. Wool. Wool. Nói nhanh thì là wool. Wool. There are a lot of animals on my uncle's farm. Có rất nhiều động vật ở trong trang trại của bác tôi.